Em mến chào quý ông bà cô chú anh chị mình nha. Chào cả nhà, em chuẩn bị về quê. Bây giờ hôm nay mùng 3 Tết nè cả nhà, đó, gia đình em chuẩn bị về quê ăn Tết nha, về quê vợ ăn Tết. Bây giờ em sẽ quay hành trình đi về quê là từ Cần Thơ về bên Nhân Bình chỗ ông Vĩnh Long quê vợ nha cả nhà, về bánh ăn Tết nha. Đó, mời quý ông bà cô chú anh chị mình theo dõi nha. Xin chào quý bà cô chú anh chị nha. Hiện tại giờ em đang có mặt trên tại dốc cầu Cần Thơ nha cả nhà. Tại dốc cầu Cần Thơ nha. Ngay giữa cầu Cần Thơ luôn. Đó, phong cảnh rất là hữu tình nha. Đó, đây nắng luôn. Phong cảnh rất là hữu tình. Thì qua lại tấp nập nha. Rất đẹp nha cả nhà. Rồi giờ thì mình sẽ đi tiếp nha cả nhà. Giờ em sẽ đi tiếp nha. Rồi em chào cả nhà mình nha. Hiện tại bây giờ em đang có mặt ở tại huyện Tâm Bình nha cả nhà. Đó, bây giờ em vô huyện Tâm Bình thuộc vùng quê rồi nghe cả nhà. Đó, thuộc vùng quê Hương Bát Ngát của tỉnh Vĩnh Long nha. Tâm Bình Vĩnh Long. Đây là từ đầu lộ 16 nè. Đó, từ đầu lộ 16 là mới vô nha. Đó, bây giờ mà vừa lọt vô đây là đã thấy cánh đồng bát ngát rồi, hương thơm mùi lúa nè cả nhà. Lúa ở đầu là quá trình chín nha cả nhà. Lúa đầu vô trong quá trình nó chín rồi nè. Qua Tết đầu là ta ngắt đó. Rất là đẹp nha, phong cảnh rất là đẹp. Còn bên đây là ta trồng cây. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi tiếp nữa nha cả nhà. Đó, em mời cả nhà mình sẽ cùng em hành trình đi tiếp nha. Rồi hiện tại bây giờ em đang em xuống phà nha cả nhà. Phà của Tâm Bình nha. Cảnh sông nước nha các nhà. Đó, nắng hơi chói nó hơi tại em ngồi đây giờ xuống phà nó chặt quá không có bước xuống được nha cả nhà. Phà cũng nhỏ nên em chỉ quay được một góc nhất định cho cả nhà mình xem thôi. Quay cái chiều này thì nó hơi chá mặt trời cả nhà mình chịu khó xem giùm nha. Đây là sông thị trấn huyện Tâm Bình nha cả nhà. Đó, bây giờ em qua phà này em sẽ đi vô Nhân Bình. Đó, Nhân Bình chợ ôn Vĩnh Long. Sông nước miền Tây. Rồi thì bây giờ em chuẩn bị em lên phà nha. Rồi em mời cả nhà mình cùng đi tiếp với em nha. Rồi hiện tại giờ em cũng vừa qua phà xong cả nhà. Em muốn tìm được có quán ăn nha. Đó, đây là phở nha. Đây là phở. Đây là khung cảnh ở quê nha. Đó, đường thì cũng nhỏ thôi. Bề ngang tầm khoảng chừng 2 mét mấy.
3 mét gì đó. Rồi mời cả nhà cùng ăn sáng với gia đình em nha. Rồi ăn sáng xong mình sẽ đi tiếp nha cả nhà. Rồi em sẽ quay tiếp cho cả nhà mình xem nha. Chào cả nhà nha. Hiện tại thì em tới nhà của bên vợ nha cả nhà. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi em sẽ đi về bên bà ngoại vợ nha. Đó, tới nhà ông bà vợ em rồi. Đó, giờ em sẽ tiếp tục mình đi qua bên chỗ nhà ông ngoại vợ nha. Đó, thì bữa nay mình đi qua mình thăm ông ngoại nha. Đây Thiên Nga. Trời ơi trời. Ở đây dì Ba em của bà xã. Đó. Rồi em mời cả nhà mình tiếp tục hành trình với em nha. Hiện tại em ở xã Xuân Hiệp, chợ Vĩnh Long nha cả nhà. Đó, giờ trên đường đi qua nhà ngoại bà ngoại vợ nha, ông ngoại vợ nha. Đó, bây giờ đây ta trồng là cam là bát ngát bao la luôn. Có như mình đi mấy chục cây số nó vẫn còn cam nha cả nhà. Đó, toàn cam sành hết. Đó, phong cảnh hết, đi chút xíu nó có lúa anh cho quay cánh đồng lúa rồi cả nhà nha. Đây là trước mặt mình là một cái con đường ở quê nha cả nhà. Đó. Đây là lên vườn nào chuẩn bị nè, bên đây thì khu bên đây ta trồng dừa. Đó. Quá trời dừa, còn đó thì cam. Cam này thì nó bắt đầu chuẩn bị như khu bên đây là chuẩn bị để trái nè. Còn khu bên đây thì người ta đang làm tàn để trái, đang làm tàn để cho tàn nó bự ra, bự tàn ra đó nó cao lên đặng ta để trái đó. Bên đó là dừa, bao la dừa luôn nha cả nhà. Quá trời dừa luôn. Rồi mời cả nhà mình cùng hành trình tiếp với em nha. Hiện tại thì em cũng vô trong cái đường nhánh của xã Xuân Hiệp, huyện Châu Ôn, tỉnh Vĩnh Long nha cả nhà. Và cái đường đi về bên bà ngoại vợ, ông ngoại vợ nha. Đó thì đây là bao la bát ngát đồng ruộng nha cả nhà. Đó, rất là đẹp nha, phong cảnh hữu tình. Hai bên đường thì người ta trồng cái bông vàng gì nè, bông vàng anh hay gì đó. Bên đây thì cũng lúa nè. Đó, phong cảnh rất là đẹp nha cả nhà. Nói chung ở đây thì giấc chiều là về thì nó vắng vẻ lắm. Chiều về ở đây thì tầm có khoảng 6-7 giờ chiều thì hầu như là bà con người ta ngủ hết nha cả nhà. Nó hơi vắng vẻ nhưng mà được cái nó chân thành gió mát. Đó. Cảnh rất là yên bình nha. Đó, rất là yên bình. Không khí thì rất là trong lành, nhất là vào cái buổi sáng. Đó. Rồi bây giờ em sẽ mời cả nhà mình cùng hành trình với em về nhà ngoại vợ em ăn Tết nha. Hiện tại thì em tới nhà ông ngoại vợ rồi nha cả nhà. Đó, giờ em sẽ quay về cả nhà em xem nha, giờ em vô ăn Tết nha. Rồi mấy cậu với mấy mợ. Đó, đang nhậu nha, mấy anh đang nhậu đó. Rồi giờ em xin phép ốp cái máy nha, mời cả nhà mình vô ăn Tết cùng em nha. Cậu nhậu đi con quay phim được rồi. Công nhận về quê chơi vui em tưởng luôn cả nhà. Quá vui luôn. Giờ còn mấy mỡ không á, chơi rất là vui nha. Giờ giãn hết trơn rồi, đàn ông là sỉnh hết trơn rồi. Còn mấy mỡ không nữa. Đó. Quá vui. Mỡ chơi quá vui luôn. Mấy cậu dạng hết trơn rồi, mấy cậu xịt dạng hết trơn rồi. Oh,
rồi quay qua lại thì em cũng về tới nhà cả nhà. Em về tới nhà ba mẹ vợ em nha. Đang gói bánh tét nè. Đó, Tết gói bánh tét rồi giờ. Đó, mẹ em với mấy đứa em vợ gói bánh tét nha. Đó, quá dữ luôn. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà em vào những video tiếp theo nha. Thiên Nga. Nhìn cái rồi. Thiên Nga là em vợ đó cả nhà. Đó, đây Thiên Nga là. Đó, quá dữ giờ.